Valentine là ngày gì? Tại sao có tận 3 ngày Valentine trong một năm? Thông thường bạn chỉ biết đến Valentine có một ngày chính là ngày 14 tháng 2 và không biết rằng Valentine còn có thêm 2 ngày nữa, hay còn được gọi là White Valentine và Black Valentine. Bài viết này sẽ giải thích cho bạn nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của từng ngày Valentine. Valentine đỏ 14/2 là ngày gì? Ở Việt Nam, Valentine đỏ 14/2 sẽ thường rơi vào những ngày cận Tết Nguyên đán, khiến không khí càng trở nên rộn ràng và háo hức. Valentine đỏ là dịp để các cặp tình nhân yêu nhau bày tỏ tình cảm của mình với một nửa, yêu thương. Vào dịp này các cặp đôi sẽ thường trao cho nhau những món quà mang lại sự ngọt ngào ấm áp. Thông thường đến ngày lễ Valentine đỏ 14 tháng 2, trên khắp thế giới sẽ tổ chức rất nhiều các hoạt động vui chơi giải trí, để các cặp tình nhân có thể lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Theo truyền thuyết Valentine đỏ, lấy tên của vị thánh Valentine người luôn hy sinh bản thân vì tình yêu chân chính.